thể, hai công dân 20 tuổi, trong đó một người trú ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và người còn lại trú ở xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc đã không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự địa phương. Trước đó, hai thanh niên này chấp hành việc khám tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ và đủ điều kiện nhập ngũ. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 2, cả hai không có mặt tại địa phương giao nhận quân theo quy định. Ngày 30 tháng 3, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu đối với hai công dân trên. Hai công dân trên bị phạt mỗi người 62,5 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An buộc hai công dân kể trên thực hiện nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh gọi nhập ngũ theo quy định. Tại Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Yên Thành đồng chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Cục nghiệp vụ Bộ Công an vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc lô đề liên tỉnh sử dụng công nghệ cao quy mô lớn, bắt giữ 10 đối tượng trú tại các tỉnh Nghệ An, Bình Dương và thành phố Hà Nội. Đường dây trên do Hoàng Thế Vinh sinh năm 1976, trú phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cầm đầu. Để điều hành đường dây, Hoàng Thế Vinh đã cấu kết với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước để đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề. Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt cơ quan công an. Tại Nghệ An có 4 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây đánh bạc nói trên, trong đó Nguyễn Cảnh Minh sinh năm 1988, trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, được cơ quan công an xác định là người điều hành đại lý tổng. Sau thời gian theo dõi, ngày 26 tháng 3 vừa qua, ban chuyên án đã chia thành 10 tổ công tác bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc nói trên, trú tại tỉnh Nghệ An, tỉnh Bình Dương và thành phố Hà Nội. Tang vật cơ quan công an thu giữ gồm 21 điện thoại di động, 2 ô tô và nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô đề trong một ngày là gần 1 tỷ đồng. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 31 tháng 3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan chức năng vừa kịp thời ngăn chặn một vụ sản xuất tiêu thụ 3,8 tấn thóc giống giả từ một kỹ sư nông nghiệp. Cụ thể, Dương Ngọc Duy, sinh năm 1986, trú tại phường Đa Mày, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, là nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang, được giao nhiệm vụ phụ trách phát triển thị trường tại tỉnh Lai Châu. Đến cuối năm 2023 thì bị công ty cho nghỉ việc. Do am hiểu loại lúa giống F1 DU11 mà công ty độc quyền phân phối là loại giống đang được nhiều người nông dân Lai Châu ưa chuộng vì là giống ngắn ngày, năng suất cao, khả năng chống chịu bệnh tốt và có giá bán cao tới 140.000 đồng 1 kg, nên Duy đã nảy sinh ý định làm giả loại lúa giống đó để bán kiếm lời. Từ tháng 1 năm 2024, Duy đã mua lúa bình thường với giá 18.000 đồng 1 kg, rồi lên mạng Internet đặt mua bao bì giống với bao bì sản phẩm lúa giống F1 DU11 của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Bắc Giang độc quyền phân phối. Sau đó, Duy mua máy trộn bê tông, máy hàn miệng túi, máy in đét cầm tay, cân đồng hồ, thuốc xử lý hạt giống, máy khâu vỏ bao, thuê người trộn thuốc xử lý hạt giống với thóc, đóng vào bao bì, in nhãn như hàng thật được 3.800 kg, rồi trực tiếp trở lên tỉnh Lai Châu chào bán cho một số đại lý giống mà Duy đã quen từ trước, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Ngọc Duy, công an đã thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất lúa giống giả nêu trên. Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh truy thu được 3.516 kg lúa giống giả mà Duy đã bán tại địa bàn tỉnh Lai Châu, ngăn chặn hạn chế thấp nhất thiệt hại cho mùa màng của những người nông dân. Cơ quan cảnh sát điều tra công an Lai Châu cũng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Dương Ngọc Duy về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Sơn La vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Cục Hải quan Điện Biên phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng và thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp. Đối tượng bị bắt là Sông A Tý, sinh năm 2002, trú tại Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 11.360 viên ma túy tổng hợp, một xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, Sông A Tý khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ danh tính bên kia biên giới về địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với giá 10 triệu đồng. Khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đến địa phận bản Trung Anh, xã Triềng Cang, huyện Sông Mã thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Tối ngày 30 tháng 3, sau một ngày nỗ lực truy tìm, được sự giúp đỡ của cơ quan chức năng và cộng đồng mạng, anh Nguyễn Việt Anh, trú xóm 13, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã tìm thấy chiếc xe máy bị Hot Girl Bella, tên thật là Đoàn Thúy Hà, sinh năm 1986, trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương lấy trộm. Theo đó, vào khoảng hơn 18 giờ chiều cùng ngày, một số người dân lưu thông trên địa bàn phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa phát hiện Hot Girl Bella đang điều khiển chiếc xe máy như thông tin trên mạng đăng tải, nên đã tìm cách giữ lại rồi trình báo với công an, đồng thời điện thoại thông báo với chủ xe.
Hot Girl Bella sau đó được lực lượng chức năng đưa về phường Ninh Hải làm việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, anh Nguyễn Việt Anh cũng có mặt tại phường hoàn tất các thủ tục cần thiết để nhận lại chiếc xe bị mất của mình. Trước đó vào ngày 29 tháng 3, anh Nguyễn Việt Anh trú xóm 13 xã Quỳnh Thạch phát hiện chiếc xe máy của mình dựng phía trong nhà hàng bất ngờ biến mất. Khi tìm kiếm xung quanh, anh Việt Anh phát hiện một chiếc xe máy lạ đã cũ với nhiều đồ đạc như chổi, nón, áo mưa, phích nước. Tiến hành trích xuất camera, anh Việt Anh đã phát hiện một người phụ nữ lạ đi vào nhà của anh rồi lấy đi chiếc xe máy và rời đi khỏi hiện trường. Chiếc xe máy lạ cùng nhiều đồ đạc trên là của người phụ nữ này để lại. Anh Việt Anh sau đó đã đăng tải hình ảnh này lên mạng xã hội thì mọi người mới phát hiện ra người phụ nữ và chiếc xe máy lạ kia là của người phụ nữ có biệt danh là Bella. Lúc đó vợ chồng tôi không ở quán, chỉ có con trai nhỏ ở nhà. Người có biệt danh Bella đi vào nhà rồi lấy đi chiếc xe máy của tôi trước sự chứng kiến của con trai. Trong cốp xe của tôi có giấy tờ tùy thân và một số tiền mặt, anh Việt Anh chia sẻ. Sau khi sự việc xảy ra, anh Việt Anh đã trình báo với công an địa phương và đăng tải đoạn video ngắn trích xuất từ camera an ninh của gia đình kèm hình ảnh nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ truy tìm. Hot Girl Bella là nhân vật từng xôn xao cộng đồng mạng suốt nhiều năm qua bởi phong cách ăn mặc kỳ dị và thường sử dụng xe máy với màu sơn lòe loẹt, vượt qua nhiều địa phương khác nhau trên khắp cả nước. Vào tháng 9 năm 2023, người này từng bị bắt vì tội trộm cắp xe máy ở Thanh Hóa. Theo báo cáo tổng kết tình hình an ninh mạng Việt Nam năm 2023 của Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam NCS công bố mới đây, Việt Nam có gần 1.200 vụ tấn công mạng mỗi tháng. Theo đó, NCS ghi nhận 13.900 vụ tấn công mạng vào các tổ chức tại Việt Nam trong năm 2023. Các mục tiêu chịu nhiều tấn công nhất trong năm qua là các cơ quan chính phủ, hệ thống ngân hàng, tổ chức tài chính, hệ thống công nghiệp và các hệ thống trọng yếu khác. Đặc biệt trong quý 4 năm 2023, số vụ tấn công mạng tăng mạnh lên tới 1.614 vụ trong một tháng, gấp rưỡi so với trung bình. Nguyên nhân được cho là thời điểm cuối năm 2023, các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức có nhiều dự án công nghệ thông tin cần hoàn thành. Nhân sự phải hoạt động trên 100% năng suất nên khả năng xảy ra nhiều sai sót. Đây cũng là cơ hội để hacker có thể tấn công phá hoại. Tối qua tại thành phố Đà Nẵng đã xảy ra một vụ cháy lớn nhà xưởng của công ty sản xuất nệm nằm trên đường số 4, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ, ngọn lửa xuất phát từ góc nhà xưởng của công ty bên trong chứa vật liệu dễ cháy như cao su, vải nên hỏa hoạn nhanh chóng bao trùm khu sản xuất rộng hơn 2.000 m². Do lửa cháy lớn, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố Đà Nẵng phải chia nhiều hướng để phun nước dập lửa, không để cháy lan. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song thiêu rụi phần lớn nhà xưởng cùng nhiều tài sản bên trong. Nguyên nhân vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ.